Phụ nữ xem phim người lớn không phải là phụ nữ hư hỏng, chỉ có phụ nữ quá ngoan ở trên giường mới làm đàn ông mất hứng. Không ít người phụ nữ dù đã lập gia đình vẫn còn mù tịt về chuyện yêu, thậm chí có người còn tỏ ra ngại ngùng, xấu hổ trong mỗi lần ân ái. Bởi vậy mới tồn tại những khúc gỗ ở trên giường và chắc chắn chẳng có ông chồng nào là thích điều này. Khi phụ nữ không có nhiều kinh nghiệm giường chiếu thì xem phim người lớn là một giải pháp hay. Phim người lớn không những cải thiện ham muốn tình dục mà còn giúp phụ nữ khám phá sâu hơn về bản thân và bạn tình. Rất nhiều chị em chia sẻ, sau khi xem phim người lớn thì họ biết được những điều mới lạ và kích thích trong chuyện quan hệ mà trước giờ họ chưa từng nghĩ đến. Vì vậy, phụ nữ xem phim người lớn không phải là hư hỏng như nhiều người nghĩ, thậm chí nó còn đem lại 10 lợi ích chúng ta cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Lợi ích đầu tiên, xem phim người lớn giúp phụ nữ khám phá cơ thể chính mình. Phụ nữ chưa quan hệ tình dục hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm quan hệ tình dục sẽ rất khó hiểu về cơ thể của mình. Họ không biết những mong muốn về thể xác, nên khi xem phim người lớn, phụ nữ sẽ khám phá được đâu là điều mình hứng thú và áp dụng chúng trong khi quan hệ. Đặc biệt, nói được mong muốn của mình với đối tác để cả hai cùng chia sẻ và thăng hoa. Lợi ích thứ hai, phụ nữ có thể học hỏi kỹ thuật lên đỉnh. Ngoài việc hiểu được cơ thể mình muốn gì, khi xem phim người lớn, phụ nữ còn có thể trải nghiệm những vùng khoái cảm khác nhau và có được những kỹ thuật, kỹ năng mới. Họ có thể thủ dâm hoặc học theo những tư thế để dễ dàng lên đỉnh. Nhiều chị em tìm thấy những điều mới lạ mà bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích cho đến khi được tận mắt chứng kiến. Vì vậy, phim người lớn là một thế giới muôn màu để chúng ta khám phá cũng như học hỏi, dung nạp thêm kỹ năng yêu cho bản thân mình. Lợi ích thứ ba, phụ nữ xem phim người lớn sẽ dễ dàng giúp cả hai thăng hoa trong cuộc yêu. Bởi khi xem phim người lớn thì các chị em sẽ áp dụng chúng vào các cuộc yêu và điều này chắc chắn sẽ khiến nam giới cảm thấy kích thích và hưng phấn hơn. Cả nam giới và nữ giới đều sẽ đạt được những khoái cảm mà mình mong muốn khi phụ nữ ngày càng nâng cao kỹ năng phòng the. Và khi các chị em ngày càng điêu luyện thì không phải lo đời sống chăn gối bị rơi vào tẻ nhạt hay nhàm chán. Hãy nhớ rằng tình dục sẽ trở nên thú vị khi cả nam giới và nữ giới cùng ham muốn và tìm cách để chinh phục nhau. Lợi ích thứ tư, xem phim người lớn giúp chuẩn bị cho màn dạo đầu tốt hơn. Bởi thứ nhất, phim người lớn giúp tăng kích thích và ham muốn, gia tăng sự bôi trơn, ẩm ướt cho vùng kín, mà đó cũng là một cách để phụ nữ chuẩn bị cho cuộc yêu được trơn tru và dễ dàng hơn. Thứ hai, nhiều cặp đôi chồng ham muốn, vợ thì không. Vậy thì chồng cho vợ xem một bộ phim người lớn như một cách để lan tỏa khoái cảm của mình. Bởi khi xem phim người lớn thì trí óc như được đả thông và nó khiến cho tâm trí trở nên vui vẻ, sẵn sàng để tận hưởng những cảm giác mà quan hệ tình dục đem lại và cũng giúp cho người phụ nữ có hào hứng hơn. Và thứ ba là khi xem phim người lớn thì người phụ nữ học được những kỹ năng để làm màn dạo đầu cho nam giới hưng phấn. Lợi ích thứ năm, giúp giảm căng thẳng. Đàn ông nhiều khi không được làm chuyện ấy thì cảm giác bí bách khó chịu. Vậy thì đặt một câu hỏi ngược lại, khi yêu xa hay chồng đi công tác xa nhà, có khi một tháng mới gặp nhau một lần, có những cặp vợ chồng là vài ba tháng mới gần gũi nhau một lần. Vậy khi người phụ nữ có nhu cầu ham muốn thì phải làm sao đây? À, vậy thì xem phim người lớn và tự thỏa mãn nhu cầu của bản thân là một cách cực kỳ tuyệt vời để giúp cho người phụ nữ gia tăng hormone hạnh phúc, hormone tình yêu giống như khi quan hệ tình dục thực sự, và nó sẽ khiến cho người phụ nữ giảm căng thẳng stress cũng như đem lại cho họ một giấc ngủ ngon. Lợi ích thứ 6, xem phim người lớn giúp phụ nữ duy trì ham muốn tình dục tốt hơn. Phụ nữ sau một thời gian dài không quan hệ tình dục rất dễ rơi vào trạng thái quên đi cả những nhu cầu tình dục cơ bản. Họ nghĩ đó là bình thường, chẳng có vấn đề gì cả, thiếu đàn ông vẫn sống tốt. Nhưng trên thực tế, khi sinh lý suy giảm, không có ham muốn thì sẽ khiến cho phụ nữ già nhanh hơn. Đặc biệt, khi không có ham muốn thì cuộc yêu không còn thú vị. Lửa yêu được duy trì bằng những suy nghĩ tình dục và luôn nhen nhóm mong muốn về thể xác sẽ khiến cho phòng the luôn được thăng hoa. Vì vậy, những phụ nữ xem phim người lớn sẽ giữ được ham muốn, hưng phấn và đảm bảo cơ quan sinh dục hoạt động tốt hơn những người không xem. Lợi ích thứ 7, xem phim người lớn giúp phụ nữ tự chủ tình dục cao hơn. Họ có ý thức hơn về hình thể, biết chăm sóc bản thân, làm đẹp giống diễn viên trong phim để luôn chủ động trong chuyện tình dục. Đặc biệt, họ có thể chăm sóc sức khỏe tình dục của mình khi không có bạn tình ở bên cạnh, giữ bản thân luôn ở thế chủ động trong các mối quan hệ. Ví dụ như khi yêu xa, khi chồng đi công tác hay đang độc thân thì cũng đâu nhất thiết phải tình một đêm hay gặp gỡ một đối tượng khác, mà hoàn toàn có thể xem phim người lớn, tự thỏa mãn nhu cầu bản thân. Đây cũng là cách để phòng tránh các bệnh lây nhiễm thông qua đường tình dục một cách chủ động. Xuất tinh sớm, yếu sinh lý từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nam giới và tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến.
nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn khiến cho đời sống chăn gối vợ chồng mất đi sự hòa hợp. Có rất nhiều câu chuyện, vợ ngoại tình chỉ vì chồng bị xuất tinh sớm 1-2 phút đã ra, hoặc yếu sinh lý đang yêu thì cậu nhỏ lại xìu, khiến vợ bị hụt hẫng không được thăng hoa. Trước thực trạng đó, Thanh Hương cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu và cho ra đời hai dòng sản phẩm tăng cường sinh lực cho nam giới, Man Plus và Man Plus Gold. Không chỉ giúp nam giới cải thiện về sức khỏe mà còn giúp cho đời sống chăn gối vợ chồng thăng hoa, viên mãn hơn. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ các loại cao thảo dược quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, bá bệnh, bạch tật lê, sâm cau, ba kích, nấm tỏa hương, nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Có tác dụng bổ thận, tráng dương, sinh tinh, bổ huyết, giúp nam giới cải thiện thời gian cuộc yêu theo mong muốn, tăng sản sinh testosterone nội sinh, khắc phục tình trạng khó cương, cậu nhỏ không còn lo gặp tình trạng bị xìu giữa chừng. Phục hồi sinh lực sau mỗi lần xuất tinh nhanh hơn, làm chậm quá trình mãn dục. Đối với những nam giới đang trong độ tuổi sinh sản, còn giúp tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, góp phần tăng tỷ lệ thụ thai. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và đã được Bộ Y tế kiểm định, cấp phép lưu hành, nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Man Plus và Man Plus Gold giúp nam giới lấy lại bản lĩnh phái mạnh. Lợi ích thứ 8, xem phim người lớn giúp phụ nữ gợi cảm hơn khi quan hệ, bởi tất cả những hành động của diễn viên nữ trong phim được phụ nữ ghi nhớ và học hỏi. Họ thoải mái thể hiện những biểu cảm cảm xúc. Trước đây từ ánh mắt, hơi thở, họ ngại ngùng, xấu hổ, không dám thể hiện với chồng. Thì nay họ biết kiểm soát cơ thể để có một thân hình lý tưởng. Từ ánh mắt, hơi thở đến tất cả hành động, từ đó mà trở nên gợi cảm hơn. Lợi ích thứ 9, xem phim người lớn giúp phụ nữ hiểu mong muốn của bạn tình. Bởi phim người lớn cũng giống như một video hướng dẫn làm thế nào để khiến cho bạn tình đạt được khoái cảm. Nó mở ra trước mắt những phương pháp để làm hài lòng bạn tình, khiến cho họ thỏa mãn. Các chị em xem phim người lớn sẽ hiểu rõ hơn cơ thể của nam giới, cũng như những điều mình cần phải làm khi ở trên giường. Rất nhiều nam giới khi xem phim người lớn cũng âm thầm mong muốn đối tác sẽ làm cho họ một điều tương tự. Lợi ích thứ 10, xem phim người lớn giúp phụ nữ giải phóng niềm đam mê của bản thân. Khám phá phim người lớn giúp phụ nữ giải phóng được ham muốn thể xác đang bị kìm nén, bởi bản năng tình dục của người phụ nữ phương Đông vẫn bị những quan niệm xưa cũ xâm lấn. Nên khi xem phim người lớn, họ sẽ bị thôi thúc và xé bỏ được lớp vỏ bọc ngoan hiền. Tất cả những cảnh nóng trong phim sẽ giúp cho họ hiểu được ham muốn thể xác là gì. Phim người lớn cũng được xem là gia vị để chuyện phòng the thêm mặn nồng, và nó cũng là chất xúc tác cảm xúc, khao khát yêu hiệu quả cho phái yếu. Tuy nhiên, phụ nữ xem phim người lớn cũng cần phải chọn lọc những nội dung phù hợp, chứ không phải thấy diễn viên người ta làm gì là mình cũng làm theo y như vậy. Nó sẽ hình thành một tâm lý ám ảnh, hoặc có những kỹ năng, những tư thế khó gây nguy hiểm cho sức khỏe. Hãy nhớ học hỏi nhưng phải có sự chọn lọc để cuộc yêu luôn thăng hoa. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì hãy like và chia sẻ thật nhiều, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra thật nhiều video hơn nữa. Và nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, có thể comment ở dưới video này. Thanh Hương sẽ tiếp thu và làm video giải đáp cho mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!